sắp mở phiên tòa xử 29 bị can đồng tâm, màn kịch đấu tranh dân chủ, cho băng nhóm Lê Đình Kình đã khép lại. Sau một thời gian điều tra, Công an Hà Nội đã chính thức đề nghị truy tố 29 bị can trong băng nhóm Lê Đình Kình, giết hại 3 chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội ngày 9 tháng 1 năm 2020. 29 người bị đề nghị truy tố về tội giết người và chống người thi hành công vụ là Lê Đình Công, Lê Đình Uy, Bùi Văn Niên, Nguyễn Văn Tuyến, Trần Thị La, Bùi Thị Nối, Bùi Văn Tiến, Nguyễn Thị Luộn, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Quốc Tiến, Lê Đình Doanh, Bùi Thị Đục, Lê Đình Quân, Lê Đình Quang, Nguyễn Văn Duệ, Nguyễn Thị Bét, Trịnh Văn Hải, Nguyễn Văn Quân đều là thành viên cốt cán nhóm đồng thuận do Lê Đình Kình lập ra và con cháu Lưu Manh đầy tiền án tiền sự của ông Kình. Kết luận điều tra khẳng định, cơ quan công an xác định trong thời gian quân chủng phòng không, không quân xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, lực lượng công an thực thi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, nhiều lần công an đến khu vực cổng thôn Hoành, xã Đồng Tâm đều bị những người này dùng lựu đạn, bom xăng, gạch đá tấn công. Tháng 12 năm 2019, ông Kinh đưa cho Lê Đình Doanh 500.000 đồng để mua 10 con dao phóng lợn. Doanh sau đó làm thêm hơn 10 tuyếp sắt gắn dao phóng lợn, sáng 9 tháng 1, khi công an bắt giữ những người vi phạm đang lẩn trốn trong nhà ông Kinh, ông Kinh đã sử dụng tuyếp sắt gắn dao phóng lợn, một quả lựu đạn tấn công cảnh sát. Ông Kinh đã chỉ đạo rằng chỉ cần giết được ba thằng là chúng nó chạy hết, kẻ nào mà nhảy vào cướp đất thì sẽ cho trắng lưng ngửa bụng. Kết luận điều tra xác định những người này nhiều lần đổ xăng xuống hố và châm lửa đốt là nguyên nhân trực tiếp làm chết ba chiến sĩ công an. Đây là hành vi man dợ, có tính côn đồ, giết chết nhiều người cần phải được xử lý nghiêm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật hành vi của ông Kình cấu thành tội giết người, nhưng cơ quan điều tra xác định ông Kình đã tử vong vào sáng 9 tháng 1, nên không đề cập xử lý. Nhìn lại vụ án này mới thấy sự khốc liệt đáng sợ của những kẻ, đáng lẽ là người dân lương thiện ở vùng quê Thuần Nông, chỉ đơn thuần tham lam lợi ích, bị cha con, băng nhóm Lê Đình Kình lừa đảo, không đến mức trở thành những kẻ khủng bố ngang ngược, phách lối, ngang tàng, ngang tàng thời gian dài bất chấp pháp luật đến cỡ như vậy nguyên nhân căn bản nhất chính là sự kết hợp giữa những kẻ lưu manh lại là nhóm cán bộ đảng viên suy thoái biến chất được hà hơi tiếp sức thổi phồng cổ vũ của đám phản động cơ hội trong nước những kẻ này muốn đẩy băng nhóm đồng tâm thành ngòi nổ thành một tiêu điểm cổ vũ người dân trong nước nổi loạn không sợ bị pháp luật trừng phạt bởi vậy sau khi băng nhóm đồng tầm bị bắt giữ xử lý Nhóm Nguyễn Quang A, Phạm Đoan Trang cùng đám phản động trong ngoài nước ra sức xuyên tạc, bóp méo, lật ngược bản chất sự việc, vu cáo chính quyền chỉ đạo lực lượng công an sử dụng vũ khí đàn áp người dân đồng tâm nhằm cướp, đất để phục vụ lợi ích nhóm, ca ngợi băng nhóm tội phạm đồng tâm giết hại chiến sĩ công an là cuộc chiến chính nghĩa, phòng vệ chính đáng, sẵn sàng xả thân, đổ máu để chống giặc nội xâm, ca ngợi, suy tôn số đối tượng Lê Đình Kình, Lê Đình Trức, Lê Đình Công là ngọn cờ, tiêu biểu chống lợi ích nhóm, giặc nội xâm, để bảo vệ quê hương. Để cứu vãn, duy trì tinh thần đồng tâm, kia, bang nhóm Phạm Đoan Trang, trịnh bá tư Nguyễn Thúy Hạnh, lập ra nhóm vận động tài chính bảo vệ còn sống sót, và chưa bị bắt, đóng góp các sáng kiến bảo vệ nạn nhân, nhân chứng và đấu tranh pháp lý cũng như biên soạn, tập hợp thông tin, bài vở, hình ảnh, video xuyên tạc về vụ đồng tâm để phổ biến rộng rãi về thảm sát đồng tâm. Có thể nói, vụ đồng tâm là cây điển hình về quy mô hoạt động chống phá của các thế lực thù địch với Việt Nam nó cho thấy dã tâm đen tối bất chấp thủ đoạn bất chấp đối tượng bị lợi dụng là manh động lưu manh chúng đều tận dụng triệt để bất kể đã xa rời mục tiêu và là bằng chứng chứng minh vỏ bọc đấu tranh dân chủ nhân quyền xã hội dân sự bị bóc mẽ nhơ nhớp chúng bất chấp lợi ích của người dân đồng tâm mong muốn cuộc sống yên bình không từ thủ đoạn và cả sự trắng trợn để duy trì sự bất ổn chia rẽ dân chúng vùng đất này miễn là đạt được mục đích chống phá Thực tế chứng minh, sau khi băng nhóm Lê Đình Kình bị xử lý, Đồng Tâm đã thực sự yên bình trở lại, người dân nhanh chóng ổn định đời sống, đa số phấn khởi sau khi nhóm tội phạm bị chấn áp, tin tưởng các lực lượng chức năng đã xử lý kiên quyết điểm nóng, Đồng Tâm tồn tại hơn 2 năm qua. Phiên tòa tới đây tới đây sẽ công bố công khai toàn bộ quá trình chống phá và hành vi giết người man dợ của băng nhóm Lê Đình Kình, chắc chắn sẽ khép lại vở kịch kích động đồng tâm, nổi loạn của các băng nhóm đội lốt nhân sĩ trí thức, đấu tranh dân chủ, thúc đẩy xã hội dân sự kia.